Nào, cả lớp ghi cho thầy bài học ngày hôm nay, bài số 11, ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng, được chưa? Bài số 11, ứng dụng tích phân của tích phân trong cái bài toán là bài toán về tính diện tích trước khi mà chúng ta đến với toàn bộ cái kiến thức của cái bài học này thì thầy muốn nói một điều là sẽ có nhiều bạn đặt ra câu hỏi là chúng ta học cái tích phân để làm gì, đúng không? Tại sao nó lại khó thế và cái ứng dụng của nó là gì? Thì đây chính là một trong những cái ứng dụng chính của nó. Ví dụ các em có một cái hình như thế này. Đó. Một cái hình vẽ như thế này. Và bây giờ yêu cầu là các em sẽ phải đi tính diện tích của cái phần hình này. Thì làm sao mà mình tính được diện tích của hình này, đúng không? Trong tất cả những cái gì mà chúng ta đã từng học, chúng ta có thể tính diện tích của hình tròn, của mặt cầu, của hình vuông, hình chữ nhật. Thế một cái hình mà nó sẽ không có cái công thức và nó cũng không có cái dạng như thế này, nó có hình dạng cụ thể thì mình không đưa ra công thức tính được. Thì cái trương tích phân, nguyên hàm tích phân này nó sẽ giúp em tính được diện tích của những cái hình như này, với cái điều kiện là mình sẽ biết phương trình của những cái đường này, là khi đó mình hoàn toàn có thể tính được diện tích của nó. Và đấy chính là ứng dụng của nó. Thế ứng dụng này, ví dụ ở trong đời sống thì người ta có thể tính toán những cái chi tiết ở trong những cái thiết bị máy, máy móc, đúng không? Hoặc là bất cứ những cái hình nào mà người ta muốn xây dựng để người ta có thể tính được diện tích, cũng như là có thể tính được cả thể tích của nó. Đó. Thì đấy là cái ứng dụng quan trọng của trương nguyên hàm tích phân nhé. Vậy thì các em mới biết là học toán để làm gì, đúng không? Rồi, bây giờ thì thầy sẽ vào chính cái bài này. Đó là diện tích hình phẳng. Bài này thầy sẽ chia ra làm 3 bài toán nhỏ để tối ưu hóa cái quá trình làm bài tập của các em. Các em có thể ghi cho thầy cái bài toán số 1. Bài toán số 1. Đó là chúng ta sẽ tính diện tích hình phẳng. Tính diện tích của hình phẳng. Được giới hạn bởi 4 đường. Đường thứ nhất là đồ thị y bằng fx. Đường thứ hai là y bằng gx. Đường thứ ba là x bằng a. Và đường thứ tư là x bằng b. Đó, chúng ta có 4 đường. Và 4 cái đường này nó sẽ tạo ra một cái phần hình phẳng được giới hạn bởi chúng. Và khi đó chúng ta sẽ tính, đúng không? Bây giờ thầy sẽ vẽ hình nha. Các em vẽ cho thầy một cái hệ trục Oxy. Và ở trên đây chúng ta có hai đường giới hạn. Đó là đường x bằng a và đường x bằng b. Hai cái đồ thị là đồ thị của y bằng fx và y bằng gx. Vậy nếu mà các em nhìn lên trên cái hình vẽ này, các em sẽ thấy là 4 đường đề bài cho nó sẽ tạo cho chúng ta ra hai phần hình phẳng bị giới hạn. Đó chính là phần này. Đúng không? Và phần này. Và công việc của chúng ta là sẽ đi tính diện tích của hai phần hình phẳng này.
Thế thì bây giờ thầy sẽ cung cấp cái công thức để chúng ta đi tính cái phần diện tích này nhá. Các cái bước làm trong một bài toán tính diện tích, người ta sẽ có bước đầu tiên như sau. Đầu tiên các em sẽ giải phương trình fx bằng gx. Tức là chúng ta sẽ đi tìm ra giao điểm của hai đồ thị, đúng không? Nhìn lên hình vẽ này thì chắc chắn một điều rằng là hai cái đồ thị này nó có thể còn cắt nhau tại rất nhiều điểm. Nó có thể cắt nhau ở ngoài này, nó có thể cắt nhau ở ngoài này. Nhưng cái quá trình chúng ta giải phương trình này này thì chúng ta chỉ lấy nghiệm ở trên đoạn AB này thôi nhá. Và cụ thể ở trên hình vẽ thì thầy sẽ lấy một cái nghiệm ở đây là nghiệm x1. Được chưa? Giải phương trình và lấy nghiệm thuộc đoạn AB. Nhớ chưa? Sau khi các em có được nghiệm rồi thì bây giờ thầy sẽ đưa ra công thức để chúng ta đi tính cái phần diện tích này. Được chưa? Bước số 2. Công thức tính diện tích. Cái phần diện tích này nó sẽ được tính theo công thức. Đó là tích phân cận từ A đến B của trị tuyệt đối fx trừ gx dx. Thì đây là cái công thức tính diện tích của chúng ta. Như vậy, đến đây gần như là xong xuôi, đúng không? Tuy nhiên, thầy phải nói thêm một điều nữa. Cái mà thầy vừa viết ở đây này, người ta gọi nó chính là công thức tổng quát. Tức là đây sẽ là cái công thức tổng quát cho gần như mọi bài toán về tính diện tích. Nhưng công thức này chúng ta sẽ không tính nó nhá. Tức là các em sẽ không đi bấm máy tính cái này. Các em sẽ không tính cái này. Nhớ cho thầy là không tính. Mà các em phải làm thêm một bước nữa. Các em muốn thực hiện tính toán, các em hãy tách cận cho thầy. Tức là các em sẽ tách cái tích phân này ra thành cận từ A đến x1 và từ x1 đến B. Đến lúc đó các em mới bắt đầu các em bấm máy tính, nhớ chưa? Ở đây các em sẽ tách cận ra cho thầy fx trừ gx dx cộng x1 đến B fx trừ gx dx. Và khi mà các em đã tách cận xong rồi thì các em được phép bỏ dấu trị tuyệt đối ra bên ngoài để chúng ta bấm máy tính. A đến x1 của fx trừ gx dx x1 đến B của fx trừ gx dx. Đó, sau khi tách cận các em được phép bỏ trị tuyệt đối ra bên ngoài và các em sẽ bấm máy tính từ chỗ này cho thầy. Từ chỗ này các em bắt đầu có thể tính được rồi. Tại sao thầy lại không cho em bấm máy tính từ đầu tiên? Bởi vì này, sẽ có những cái bài toán nếu em bấm máy tính từ đầu tiên này, nó sẽ làm cho em có cái kết quả bị sai. Nên là các em phải tách cận rồi các em mới bấm máy. À, thế thì ở đây thầy sẽ nói thêm một điều nữa. Trong trường hợp em có hình vẽ như này thì các em hoàn toàn có thể làm được một điều, đó là các em phá trị tuyệt đối. Tức là các em không thích trị tuyệt đối, các em có thể làm cho nó mất đi.
trong trường hợp nếu em có hình vẽ. Và cách làm mất trị tuyệt đối như sau. Đó là ví dụ em thấy cái phần từ A đến X1 thì cái đường FX nó ở bên trên của đường GX. Vậy ở bên trên thì nó sẽ trừ đường ở dưới. Em hiểu chưa? Còn cái phần thứ hai, từ X1 đến B thì FX ở dưới. Vậy nếu em phá trị tuyệt đối thì nó sẽ là G trừ F. Tức là em luôn nhớ là diện tích sẽ được tính bởi đường ở trên trừ đường ở dưới. Được chưa? Vậy ở chỗ này nếu em muốn phá trị tuyệt đối thì nó sẽ là A đến X1 của FX trừ GX DX cộng với X1 đến B của GX trừ FX DX. Đây là trong trường hợp em phá trị tuyệt đối. Tại sao phá trị tuyệt đối thì nó phải bắt buộc là như thế? Vì lý do diện tích thì không bao giờ âm, nên người ta để trị tuyệt đối ở đây để đảm bảo được rằng là diện tích của chúng ta nó sẽ là một kết quả dương. Em hiểu chưa? Đấy, như vậy khi em phá ra thì anh này dương và anh này cũng sẽ dương luôn. Thì đây chính là toàn bộ cái kiến thức lý thuyết của bài toán số 1. Các em nghe thì các em sẽ thấy nó hơi dài một chút. Nhưng tí nữa khi mà thầy vào cái phần bài tập, phần ví dụ thì em thấy là một bài toán nguyên hàm tích phân này nó ngắn kinh khủng luôn. Nó chỉ có một dòng duy nhất thôi. Ok, mọi người có thể vẽ hình và ghi chép lại cho thầy. Rồi. Ở đây thì thầy sẽ đưa ra một vài cái ví dụ và thầy sẽ tính cho các em, đúng không? Cả lớp có thể theo dõi. Câu hỏi đầu tiên thầy đưa ra đó là câu số 3. Câu 3 là gì? Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng x bình cộng 2, x bằng 1, x bằng 2 và y bằng 0. Thế thì theo các bước làm, đầu tiên là thầy sẽ giải x bình cộng 2 bằng 0. Và cụ thể là anh này sẽ vô gì? Vô nghiệm. Em nhớ này, khi mà chúng ta không có nghiệm thì cái diện tích của chúng ta nó sẽ mang cận từ 1 đến 2 và chúng ta không phải tách cận nữa, đúng không? Vậy diện tích của chúng ta là gì nhỉ? Tích phân cận từ 1 đến 2 của trị tuyệt đối x bình cộng 2 trừ 0 dx. Và đây là công thức tổng quát. Em không phải tách cận thì em bấm trực tiếp hoặc em đẩy trị tuyệt đối ra bên ngoài để em bấm. Và em bấm cho thầy đáp án là gì? 13/3. Đáp án C. Các em đã cảm thấy cái sự dễ của nó chưa ạ? Rất dễ chịu đúng không? Đất rất đơn giản, được chưa? Thế thôi. Em chọn đáp án A. Rồi, chính xác. Câu số 4 của thầy là gì? Cho hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị trên đoạn AB. Vậy công thức nào là công thức tính diện tích của phần hình này? Thì chúng ta nhìn thấy ngay cái đáp án A. Cận từ A đến B trị tuyệt đối của F1 trừ F2. Và đây chính là công thức tổng gì? Tổng quát. Thế vì công thức tổng quát nên là nó sẽ là luôn đúng rồi. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án gì? Đáp án A, đúng không? Rồi, cho thầy câu tiếp đi. Ok. Nào. Lâm Phúc chọn câu số 5 cho thầy nào. Lâm Phúc đâu nhỉ?
Ok. Nhìn kỹ, đọc kỹ để chọn nha. Ok, đồng ý. Ở trong câu hỏi số 5 này của chúng ta, với 4 đáp án thì nó không có trị đối. Tức là người ta đã phá trị đối bằng cách là người ta dựa vào cái hình vẽ, đúng không? Vậy cái phần diện tích của chúng ta là nó có 2 phần. Phần đầu là từ A đến B, thì cái này nó sẽ là Fx trừ trục hoành. Vậy A đến B là của Fx, Dx, đúng không? Cái phần từ B đến C thì nó phải là trục hoành trừ Fx. Vậy nó chính là trừ B đến C của Fx, Dx. Được chưa? Vậy đáp án là A. Chính xác. Cho thầy câu tiếp theo luôn. Qua câu này đi. Qua. Rồi, để câu này. Nào, Diệu Thảo chọn cho thầy câu 9 nào. Diệu Thảo đâu? B. B. Ok, đúng không? Câu 9 của chúng ta là hai cái phần diện tích. Cái phần đầu là từ -1 cho đến 1 của Fx. Ok. Phần thứ hai là 1 đến 2 của âm Fx, đúng không? Đáp án B luôn. Rồi, tốt. Như vậy là nắm được rồi. Tí nữa có thể giải quyết được bài khó. Tiếp câu tiếp theo cho thầy nào. Qua. Rồi, để câu này cho các em tính nào. Câu 13. Các em tính và đưa ra đáp án cho thầy câu 13. Thầy sẽ gọi. Đáp án gì em? Em thưa thầy, đáp án em chọn là B ạ. Rồi, chính xác. Ok. Rồi, vậy câu 13. Người ta yêu cầu chúng ta tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 4 cái đồ thị, 4 hàm số, đúng không? À, không phải, 2 hàm số và 2 đường thẳng. Thế thì ở trong bài này chúng ta không có hình vẽ, nên chúng ta vẫn sẽ sử dụng trị đối để chúng ta bấm máy tính, đúng không? Đầu tiên chúng ta giải là 3x bình thì bằng 2x cộng 5. Chúng ta có nghiệm là bao nhiêu ạ? X bằng -1 và x bằng 5/3. Và sau khi có hai nghiệm này thì mình đối chiếu. 5/3 nó nằm trên đoạn rồi. Còn -1 là bị trùng nghiệm. Nên cái diện tích của chúng ta sẽ được tính luôn và được tách thành là từ -1 đến 5/3 của 3x bình trừ 2x trừ 5. Thầy bỏ trị đối ra ngoài. Nhớ là phải có trị đối nhá. Tiếp tục, 5/3 đến 2 của 3x bình trừ 2x trừ 5. Đóng trị đối. Đó,
Rồi, và kết quả của thầy là bao nhiêu nào? 2 5 6 phần 27 và cộng với 13 phần 27 và chứng tỏ cái này ra đáp án B. Được chưa? Ok, mọi người chữa lại cho thầy câu này. Cho lên trên tí nữa. Rồi. Mọi người tính toán và làm cho thầy câu 22 này. Xong rồi thầy sẽ nói cho em nghe cái lý do tại sao mà thầy lại yêu cầu mọi người phải tách cận mà không bấm từ đầu tiên. Bởi vì sẽ trong một số trường hợp khi em bấm máy từ đầu nó sẽ dẫn cho em cái kết quả sai. Nhưng tất nhiên bây giờ cái máy tính của các em nó xịn thì các em cũng có thể bấm được thôi. Nhưng các em cứ làm cho thầy ra đáp án, rồi thầy sẽ nói cái lý do là tại sao nhá. Tiến Đạt cho thầy câu 22. Xóa bảng đi. Câu số 22. Tính diện tích giới hạn bởi y bằng x bình trừ 2x, y bằng 0 và x bằng âm 10, x bằng 10 đúng không? Vậy thầy vẫn giải là x bình trừ 2x bằng 0 tương đương x bằng 0 hoặc x bằng 2, đúng không? Vậy nếu mà theo công thức thì diện tích của chúng ta nó sẽ là âm 10 đến 10. Trị tuyệt đối của x bình trừ 2x để x. Nhưng chúng ta sẽ phải thực hiện tách cận, đúng không? Chúng ta phải tách từ âm 10 cho đến 0 của x bình trừ 2x, bỏ trị tuyệt đối ra bên ngoài, cộng với 0 đến 2 của x bình trừ 2x dx, rồi cộng với 2 đến 10 của x bình trừ 2x dx. Và đến đây các em bấm máy tính thì các em mới lấy được cái kết quả. Và toàn bộ cái tổng này của chúng ta nó chính là 2008 phần 3. Tức là đáp án phải là C, đúng không? Bây giờ thầy sẽ nói cho em nghe là lý do tại sao thì lại có ra đáp án là A. Thì các em hiểu này, nếu các em mà sử dụng cái máy tính 570, máy tính 570 mà các em bấm cái này, các em không tách cận thì các em sẽ ra, nếu có 570 em bấm cho thầy cái này nhá, âm 10 đến 10, xem nó ra kết quả là bao nhiêu. Nó sẽ ra là 2000 phần 3. Và chắc chắn là một kết quả sai. Thế nhưng mà nếu mà thầy có cái máy 580 mà thầy bấm, thì nó lại ra đáp án, các em có thể theo dõi, x bình trừ 2x. Âm 10 đến 10 nó lại ra là 2008 phần 3. Vậy thì mình mới thấy là muốn kết quả chính xác, một là em tách cận ra rồi em làm, còn nếu không em có thể sử dụng cái máy 580, bởi vì máy này nó sẽ thông minh, nó được cải tiến hơn thì nó sẽ tính toán đúng chính xác cái tích phân, bởi vì nó sẽ tự tách cận cho em luôn. Tất nhiên là cái máy Vinacan bấm nó cũng đúng. Còn hiện nay thì cái máy 570 VN hoặc là ES thì bấm đều ra sai. Đấy là một điều mà thầy muốn nói với cả lớp thôi. Còn như bình thường các em làm, các em biết nghiệm, các em cứ tách cận ra thầy, các em bấm
nó luôn luôn chính xác tuyệt đối. Được chưa? Ok, vậy cái phần bài toán số 1 thì thầy sẽ dừng ở đây nhé. Thầy chuyển qua bài tiếp theo. Tại vì bài học ngày hôm nay rất là dài. Bài toán số 2. Đó là chúng ta sẽ tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi y bằng fx và y bằng gx. Thầy vẽ hình mô phỏng. Đây là fx và đây là gx. Fx gx. Hai đồ thị này cắt nhau tại 3 điểm x1, x2 và x3. Nó sẽ tạo ra hai phần hình phẳng. Đó là phần này và phần này. Đúng không? Rồi. Vậy nếu trong trường hợp mà các em chỉ có hai đồ thị, không còn đường nào khác, thì các em hiểu là cái phần diện tích của chúng ta nó sẽ được tính theo các cái cận. Và các cái cận này tính từ cái nghiệm của cái phương trình em giải hai cái này bằng nhau. Có bao nhiêu nghiệm thì sẽ là bấy nhiêu cận. Và ví dụ ở đây có 3 nghiệm thì nó sẽ có hai cái tích phân để tính diện tích. Được chưa? Vậy nó cũng giống như bài toán trước thôi, đúng không? Ở đây các em sẽ giải phương trình fx bằng gx. Và cụ thể là các em sẽ lấy các nghiệm ra. Và lúc này thì các em sẽ có ngay diện tích sẽ bằng tích phân cận từ x1 đến x2 của fx trừ gx dx. Các em bỏ thẳng trị tuyệt đối ra ngoài luôn, bởi vì chúng ta tách cận luôn rồi mà, đúng không? Cộng x2 đến x3 của fx trừ gx dx. Bỏ thẳng trị tuyệt đối ra ngoài. Nếu em không thích có trị tuyệt đối thì em có thể dựa vào hình vẽ để em kết luận. Phần này là f trừ g, còn phần sau sẽ là phần này là g trừ f, còn phần sau sẽ là f trừ g, đúng không? Đấy, có hình là chúng ta làm được. Ok, vậy thực ra cái bài toán số 2 này nó không khác gì bài toán số 1 cả. Mọi người có thể ghi lại. Câu 1 demo thầy làm nhé. Câu 1 là gì? Cho hình phẳng H giới hạn bởi y bằng x nhân e mũ x và y bằng e nhân x, tính diện tích. Ok, giải thôi nhá. X nhân e mũ x bằng e nhân x. Rút x làm nhân tử chung, ở trong còn e mũ x trừ e bằng 0. Và hiển nhiên ở chỗ này chúng ta sẽ có nghiệm là x bằng 0 và x bằng 1. Vậy nếu chỉ có hai nghiệm thì mình không cần phải tách cận và cũng không phải làm gì nữa, đúng không? Tính thẳng trực tiếp luôn. Vậy diện tích của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Tích phân cận từ 0 đến 1 của e x nhân e mũ x trừ đi x nhân e dx và bỏ trị đối ra bên ngoài. Sẽ có bạn hỏi thầy là tại sao cứ phải lúc nào cũng phải trị đối như này? Bởi vì nó sẽ đảm bảo được cái kết quả này là một số dương, đúng không? Còn nếu em không có trị đối, em không có hình vẽ, thì
thì em không biết là đường này hay là đường này nằm trên. Được chưa ạ? Đấy là cái lý do. Vậy bây giờ em chỉ cần bấm máy thôi. À, bạn nào đó bấm hộ thầy xem đáp án là gì. À, bấm máy nó sẽ ra là E trừ 2 trên 2, tức là 0,35 á. Đáp án là A. À, 0,35 à? Ừ, 355 gì đấy, đúng không? Ừ, 35, ừ, gì đấy. Nói chung là A nhá. Ok, thế thôi, đúng không? Chào bà. Ừ, sao lâu thế? Nào, ok, thầy làm nhá. À, câu 19. Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị Fx và Gx, đúng không? Vậy thì bây giờ thầy cứ giải phương trình x mũ 3 trừ 3x cộng 2 thì bằng x cộng 2. À, như vậy là chúng ta có nghiệm là bao nhiêu đây? À, x bằng 0 và x bằng cộng trừ 2. Vậy diện tích của chúng ta nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là âm 2 đến 0 của x mũ 3 trừ 4x dx, đúng không? Thầy chuyển vế luôn, f trừ g luôn, cộng với 0 đến 2 của x mũ 3 trừ 4x dx. Và tất nhiên đáp án sẽ ra 8. Chính xác hoàn toàn. Trước khi mà đến với câu tiếp theo là một câu đề thi đại học, thì thầy cho thêm một câu dễ nữa thôi nhá, để kiểm tra thêm một bạn nữa thôi. Thảo đâu? Ai ai có đáp án comment lên cho thầy nào. Thầy đợi bạn lâu quá. Đáp án B. Rồi, vậy thầy làm câu 28 nha. Hình phẳng giới hạn bởi đường cong là căn x và nửa đường tròn là căn của 4x trừ x bình, và có hình vẽ rồi. Thế bây giờ mình sẽ giải, đúng không? Mình sẽ giải phương trình là căn x bằng căn của 4x trừ x bình, và cụ thể luôn là bình phương hai vế, đúng không? Cho nghiệm là mấy? X bằng 0, x bằng 3. Em à, vậy thực ra đây chính là 0 và đây chính là 3. Có hình vẽ thì diện tích của chúng ta được tính bằng tích phân cận từ 0 đến 3 luôn. Của gì nhỉ? À, của đường trên là căn của 4x trừ x bình, trừ đường dưới là căn x dx. Và chỗ này chúng ta chỉ cần bấm máy thôi nhá. Bấm máy nó ra cái gì? Nó ra xấu. Xấu thì cứ chọn đáp án đi, đúng không? Đáp án B gì? Ok, xong, đúng không? Ừ, vậy thì phần này chắc chắn là mọi người sẽ cảm thấy nó cực kỳ là rất là đơn giản, đúng không ạ? Thế bây giờ em hãy thử vận dụng tất cả những cái gì em vừa được học để em giải cho thầy một cái bài thi đại học xem nào. Cho thầy chữa câu 38 nhé. Câu 38 là cho hàm số fx bậc 3. Rồi, có bạn ra đáp án A gì? Rất tốt nhá. Ok, rất giỏi. Được. Xứng đáng đi thi đại học được, đúng không? Ok, fx bậc 3, gx bậc 2. Vậy nếu mà nhìn lên trên đồ thị thì cái đồ thị hàm bậc 3 đây nó chính là f. Và đồ thị hàm bậc 2 là parabol thì đây nó chính là g. Được chưa? Biết rằng là hai đồ thị cắt nhau tại âm 2, âm 1 và 1. Yêu cầu là tính diện tích của hai phần này. Vậy nghe này. Cái diện tích của chúng ta nó sẽ bằng tích phân cận từ âm 2 đến âm 1. Đúng không? Phần đầu tiên, em nhìn phần đầu tiên này, thì nó chính là f trừ g. Được chưa?
cộng với phần thứ hai. Em nhìn phần thứ hai. Âm 1 đến 1. Và cụ thể phần thứ hai nó sẽ là g trừ f, đúng không? Nhưng nếu mà thầy chỉ muốn để là f trừ g thôi thì thầy sẽ sửa dấu này thành dấu gì? Dấu trừ. Ok chưa? Và tất nhiên cận chúng ta có rồi. Chúng ta muốn tính, chúng ta cần tìm hiểu xem là fx trừ gx nó là cái gì, đúng không? À, ở đây chúng ta thấy fx trừ gx, kem rút gọn cho thầy, nó sẽ ra là ax mũ 3 cộng b trừ d nhân x bình cộng c trừ e nhân x và trừ đi 4. Đây chính là f trừ g. Và chúng ta sẽ phải đi tìm ra a, b, c, d, e. Các em hiểu ở chỗ này là năm ẩn, đúng không? Nhưng thực chất chúng ta chỉ coi nó là ba ẩn thôi. Ba ẩn thôi. Muốn giải ba ẩn, người ta cần ba phương trình là đủ. F cắt g tại 3 điểm âm 2, âm 1 và 1. Nên là cái phương trình này mà bằng 0 sẽ có nghiệm âm 2, âm 1 và 1. Từ cái điều đó thầy thay vào đây thì thầy sẽ được một hệ phương trình. Và cụ thể hệ phương trình của thầy là gì? X bằng âm 2 suy ra. Em thay vào. Âm 8A cộng 4B trừ D trừ 2C trừ E trừ 4 bằng 0, tức là bằng 4. X bằng âm 1 suy ra âm A cộng B trừ D trừ C trừ E bằng 4. Và X bằng 1 A cộng B trừ D cộng C trừ E cũng bằng 4. Và đây chính là hệ ba phương trình ba ẩn. Em có thể bấm máy tính. Vậy bấm cho thầy xem là nghiệm ra bao nhiêu. A bằng 2, B trừ D bằng 4, C trừ E bằng âm 2. Vậy thầy đã tìm được fx trừ gx. Nó bằng là 2x mũ 3 cộng 4x bình trừ 2x trừ 4. Em lấy hết cái đống này, em thay vào đây. Em thay vào đây. Em bấm máy tính chọn đáp án cho thầy. Đúng không? Có khó khăn gì đâu ạ. Hoàn toàn rất đơn giản, đúng không? Và tất nhiên đáp án là A. Đấy. Đề thị đại học. Có khó khăn gì đâu, đúng không? Ok, các em chữa lại cho thầy. Các em có thấy không? Học một cái đơn giản, đi thi cho một cái hơi phức tạp một chút, bằng cái sự tư duy, nỗ lực, cố gắng, chúng ta có thể hoàn thành được. Nào, cả lớp ghi cho thầy bài toán số 3. Đó là gì ạ? Đó là tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường là y bằng fx, y bằng gx và y bằng hx. Tức là bây giờ chúng ta sẽ có 3 đường và nó là cụ thể ba cái đồ thị. Thế thì bây giờ làm thế nào để giải quyết được cái loại bài toán này đây? Thì trước tiên nó cũng giống như những cái bài toán trước. Là gì? Đó là em phải giải phương trình. Và cụ thể
là em giải 3 phương trình. Đó là fx bằng gx, fx bằng hx và gx bằng hx. Em giải 3 phương trình và các em lấy nghiệm. Nhưng không phải tất cả các nghiệm đều là cận. Bởi vì cái phần chúng ta tính diện tích nó là phần được giới hạn bởi ba đường, tức nó sẽ là phần chung của cả ba đường. Em hiểu không? Nên là cái phần này nó rất khó để nhìn nhận ra được đâu sẽ là những cái cận mà mình chọn. Thì để cái loại này mà nó dễ dàng thì thầy muốn mọi người là phải làm được một việc, đó là phác họa ra hình vẽ. Tức là để cái độ chính xác nó tuyệt đối 100%, không còn vương vấn bất cứ một điều gì, thì các em nên phác họa ba cái đồ thị này ra cho thầy. Và lúc đó các em sẽ tính như những bài toán trước. Và ở đây thì thầy sẽ không vẽ hình. Và cái yếu tố quan trọng nhất mà thầy muốn nói đó là em có trong tay cái hình vẽ là xong. Thế thì trực tiếp cái bài toán số 3 này là thầy sẽ đi vào cái phần ví dụ luôn, để các em nhìn nó rõ ràng luôn. Mọi người cho thầy sang câu ví dụ ở trên bảng nào. Câu của thầy nó có hình vẽ. Nó được tạo bởi ba đường, là cái phần đồ thị này, là cái phần hình phẳng này. Và cụ thể những cái đường ở đây là đường nào? Đường thứ nhất là y bằng x trừ 2. Đường thứ hai là y bằng căn x. Và đường thứ ba chính là y bằng 0. Nó là trục hoành. Được chưa? Và bây giờ vì nó có hình vẽ rồi nên chúng ta sẽ trực tiếp tính luôn cái diện tích ở trong bài toán này. Các em sẽ thấy là cái phần được tạo bởi ba đường như thế này, chúng ta sẽ không trực tiếp chúng ta tính cả ba đường được, mà chúng ta phải chia ra. Chúng ta phải chia cái hình này ra làm hai phần, và mỗi một phần sẽ bởi hai đường. Thì các em nhìn cái phần đầu tiên, nó là 0 đến 2 của đường căn x và đường trục hoành, đúng không? Diện tích sẽ bằng 0 đến 2 của đường căn x và đường trục hoành. Và phần thứ hai sẽ là cận từ 2 đến 4 của đường căn x và đường x trừ 2, đúng không? Và trực tiếp các em sẽ bấm máy tính luôn và chúng ta sẽ có được đáp án. Kết quả của thầy là 10/3. Đáp án B luôn. Các em hiểu vấn đề chưa? Các em có thể theo dõi câu 26. Người ta nói là gọi phần hình được giới hạn bởi ba đường là cái phần đường cong OAB. Và chúng ta sẽ phải tính cái phần này, đúng không? Thế bây giờ thầy sẽ đi giải các cái phương trình. Đầu tiên là 2x bình bằng 0 thì tương đương x bằng 0. 3 trừ x bằng 0 thì tương đương x bằng 3. Và 2x bình bằng 3 trừ x thì tương đương x bằng âm 3/2 và x bằng 1.
Ở đây các em sẽ thấy là ba phương trình của thầy giải nó sẽ cho ra bốn nghiệm, và cụ thể các nghiệm được biểu diễn trên hình vẽ. Đây chính là âm 3/2. Đây là 0. Đây là 1. Và đây là 3. Thế bây giờ nếu giả dụ em không có hình đi. Em không có hình. Vậy em sẽ tính như nào? Nó sẽ không thể là từ âm 3/2 đến 0, 0 đến 1, 1 đến 3 được. Vì cái tích phân mà em vừa tính đó nó không phải là cái phần hình được giới hạn. Em hiểu tại sao không? Cái phần được giới hạn bởi ba đường nó chỉ là cái chỗ này thôi. Còn cái chỗ này này, cái chỗ này nó chỉ là mấy đường thôi? Nó chỉ là hai đường thôi. Đó là đường thẳng và parabol. Nên là lúc đó nó sẽ không được sử dụng. Các em hiểu vấn đề chưa? Đấy, nó phải là ba đường. Và em có cái hình này thầy giải rồi. Em bấm máy tính ra kết quả đúng không? Diện tích của chúng ta là gì đây? 0 đến 1 của parabol và trục hoành cộng 1 đến 3 của đường thẳng và trục hoành. Đáp án là gì? 8/3. Đáp án A. Được chưa? Ok, đúng không? 13, các em có thể thấy, quan sát trên hình vẽ. Bài toán ở đây của chúng ta là gì nhỉ? Cho hàm số fx có đồ thị là f'x. Đây là f'. Cắt trục hoành tại 3 điểm A, B và C. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta so sánh FA, FB, FC. Này, nhắc đến một cái bài toán mà có đồ thị F', chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chương 1 đúng không? Và cụ thể là bài toán này, nó là sự kết hợp của chương 1 và chương nguyên hàm tích phân, tức là chương 3. Bây giờ thầy sẽ giải bài toán này cho cả lớp nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhớ lại cái bảng biến thiên. Ở đây chúng ta có x âm vô cùng, nghiệm là A, B, C dương vô cùng. F'x bằng 0. Xét dấu như nào các em còn nhớ không? Từ âm vô cùng đến A, F' nằm bên trên trục hoành, tức là F' mang giá trị dương. Như vậy dấu ở đây là dương. Từ A đến B, F' nằm bên dưới trục hoành, tức nó mang giá trị âm. Tương tự như thế, đây dương, đây âm. Và khi đó chúng ta có Fx đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Đúng chưa? Ở đây nó chính là F của A. Đây chính là F của B. Và đây chính là F của C. Dựa vào trên cái bảng biến thiên này thì các em sẽ kết luận được một điều là FB chính là cái anh nhỏ nhất. Đúng không? FB nhỏ nhất. À, thế thì khi mà FB nhỏ nhất rồi, làm thế nào để chúng ta so sánh được FA và FC khi hai thằng này nó cùng ở bên trên? Để so sánh được FA và FC thì người ta sẽ sử dụng diện tích của hình phẳng. Và thầy sẽ tiếp tục làm như sau. Các em có thể quan sát cái phần này. Thầy gọi là S1 nhé. S1 bằng tích phân cận từ A đến B của 0 trừ F'.
tức là âm f phẩy x. Nguyên hàm của f phẩy thì là fx, thay cận từ a đến b. Và cụ thể kết quả sẽ là fa trừ fb. Vì đằng trước có dấu gì ạ? Dấu âm, nên thầy đổi luôn. Được chưa? Tiếp tục nhìn S2 cho thầy. Thầy sẽ coi đây là S2. S2 sẽ là từ B đến C, đúng không? Của F'X trừ trục hoành, tức là F'X dx. Và nguyên hàm F phẩy thì là F. Vậy nó chính là bằng FC trừ FB. Ok chưa? Rồi. Nếu mà nhìn bằng mắt thường, chúng ta thấy là S2 hiển nhiên lớn hơn S1. To hơn mà, đúng không? S2 lớn hơn S1. Suy ra FC trừ FB sẽ lớn hơn FA trừ FB. Vậy kết luận của mình là gì đấy? Đó là FC chắc chắn lớn hơn F gì? FA. Và cái thằng FB là nhỏ gì ạ? Nhỏ nhất, đúng không? Ok, vậy đáp án là gì đây? Đáp án gì các em? Đáp án A. Rồi. Đó, thì đây chính là cái bài toán mà nó có cái sự kết hợp của cả chương 1 và chương 3. Các em có thể chữa lại. Và bây giờ nhá, giả dụ như hôm nay các em đi học, thầy dạy em cái này, xong mấy tháng nữa em đi thi đại học, người ta cho một câu kiểu như này nhưng có cái mức độ tăng hơn, cao hơn, thì em có làm được không? Đúng không? Và đã có cái câu chuyện đấy nó xảy ra rồi, tức là thầy đã dạy cái câu hỏi này, thế sau đó đi thi đại học nó cho một câu. Và đấy, đây chính là câu đó này. Các em hãy suy nghĩ làm cho thầy xem. Thế bây giờ thầy sẽ chữa cho những bạn nào mà chưa làm được. Các em có thể theo dõi. Câu số 45, cho fx có đồ thị f phẩy, đặt gx bằng 2fx trừ x cộng 1 tất cả bình. Vậy thì khẳng định nào sau đây đúng? Thế thì ở đây chúng ta vẫn sẽ lập bảng biến thiên, đúng không? Trước tiên là chúng ta đạo hàm trước là 2 lần f'x trừ đi 2 lần x cộng 1. Nhưng nó sẽ khó hơn bài trước là chúng ta chưa có nghiệm. Thì bây giờ em sẽ giải g'x bằng 0. Nó sẽ tương đương là f'x thì bằng x cộng 1. Ok. Vậy f phẩy có đồ thị, thế còn x cộng 1 thì sao? Em sẽ phải đi vẽ thêm cái đường này. Ok, vẽ thêm thì trên này nó có số liệu để chúng ta vẽ rồi. 3 thì ra 4, 1 thì ra 2, âm 2, âm 3 thì ra âm 2. Và đây chính là cái đường thẳng của chúng ta. Được chưa? Vậy em dựa vào cái đường thẳng này, em sẽ thấy là nó sẽ có 3 nghiệm là âm 3, 1 và 3, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có nghiệm là âm 3, có nghiệm là 1 và có nghiệm là 3. Rồi, vậy x âm vô cùng, âm 3, 1, 3, dương vô cùng, 0, 0, 0. Đây là g'x nhá. Em xét dấu đi ạ. À, xét dấu thì từ âm vô cùng cho đến âm 3 thì cái đường này này, x cộng 1 nó ở bên trên đường f'. Nên là gì?
Nên là f phẩy mà trừ đi x cộng 1 sẽ mang dấu âm, đúng không? Tương tự là dương, âm, dương. Đây là gx. Đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên. Đây là g âm 3. Đây là g 1. Và đây là g 3. Và rõ ràng là chúng ta sẽ thấy một điều là g 1 là lớn nhất. Vậy mình sẽ so sánh hai cái này với nhau. Nhưng cái phần này thực ra là các em đã được học ở trong chương 1 rất là nhiều rồi, đúng không? Vậy bây giờ mình so sánh hai cái này với nhau thì mình lại sử dụng diện tích thôi. Ở đây chúng ta sẽ có hai phần diện tích để chúng ta dùng. Một phần rất là to và một phần còn lại thì nó nhỏ hơn. Thầy sẽ gọi cái phần này là S1, phần này là S2. Chúng ta có thể tính được, đúng không ạ? Em à, S1 là gì? Âm 3 đến 1 của F phẩy trừ x cộng 1. Này, F phẩy trừ x cộng 1 thì nó có phải chính là g phẩy x chia mấy? Chia 2 không? F phẩy trừ x cộng 1 chính là g phẩy chia gì? Chia 2. Vậy ở đây thì thầy sẽ viết đây là g phẩy chia 2, đúng không? Và cụ thể nó chính là 1 phần 2 g1 trừ g âm 3. Được chưa? Thế còn S2, 1 đến 3 của x cộng 1 trừ F phẩy, tức là trừ 1 phần 2 g phẩy x, đúng không? Và cụ thể nó chính là 1 phần 2 g1 trừ g3. Bây giờ mình so sánh S1 lớn hơn S2, nên là G1 trừ G âm 3 sẽ lớn hơn G1 trừ G3. Em đổi dấu đi. Em đổi dấu. G âm 3 bé hơn G3, đúng không? Xong. Vậy kết luận G1 lớn nhất, rồi đến G3, rồi đến G âm gì? G âm 3. Đáp án D. Đó, thoải mái chưa? À, rồi, rất là hay. Đó, các em có thể sử dụng kiến thức liên chương, tức là chương 1 kết hợp với chương 3 để giải quyết những cái bài toán như thế này. Rồi, bây giờ thầy sẽ đưa ra thêm một bài toán nữa ở trong cái phần ứng dụng tích phân. Có thể gọi nó là một bài toán thực tế. Thầy giới thiệu một lần để khi mà các em về nhà, các em làm bài tập, các em có thể làm được, đúng không? Có cái nhìn đúng đắn làm được, đúng không ạ? Ok, rồi, chữa vào xong rồi xóa bảng cho thầy. Thầy, mọi người có thể đọc đề bài câu số 52. Đề bài dài quá, đọc lướt qua một tí thôi nhá. Bởi vì trên hình vẽ nó cũng đủ số liệu rồi. Ok, hình chữ nhật. BC bằng 6, CD bằng 12, MN bằng 4. Và người ta làm một cái bức tranh. Đây là parabol. Thì đây là cái phần bức tranh của chúng ta. 900.000 đồng một mét vuông. Vậy giá tiền của cái bức tranh này là bao nhiêu? Tiền là bằng gì nhỉ? 900.000 đồng nhân với diện gì? Diện tích. Vậy công việc của mình bây giờ là mình đi tính diện tích của cái bức tranh này, đúng không? À, rõ ràng mình thấy là cái bức tranh này nó có một cái hình thù kỳ quái. Nó chẳng giống như những cái hình mà mình đã từng học. Vậy mình muốn tính diện tích của nó thì bây giờ mình lại làm sao? Sử dụng tích phân để mình tính. Thế đã nói rồi, muốn dùng tích phân để tính thì phải biết cái gì quan trọng nhất ạ? Phương trình. Và người ta đã cho đây là một parabol. Để tìm được phương trình của nó,
Bước đầu tiên, gắn cái hình vẽ này vào hệ trục tọa độ. Thế bây giờ thầy sẽ phóng to cái hình này lên, rồi thầy sẽ gắn hệ trục tọa độ vào đây cho các em nhé. Ok. Rồi, cả lớp có thể theo dõi. Người ta sẽ có rất nhiều cách để gắn hệ trục tọa độ. Em có thể gắn vào trực tiếp chỗ này, hoặc em có thể gắn vào đây. Gắn vào chính gì? Chính giữa. Đấy là quyền của em. Em gắn vào đâu em cũng làm được. Thế ở đây thầy sẽ gắn vào chính giữa cho dễ. Lý do vì sao thì đợi thầy gắn xong thầy nói. Đây thầy sẽ gọi là gốc tọa độ. Đây là trục OI. Đây sẽ là trục OX. Dài quá. Rồi, mọi người để ý này. Cái điểm này nó sẽ thành điểm âm 2. Điểm này nó sẽ thành 2. Đây sẽ là 6. Và đây sẽ là âm 6. Điểm Y này nó sẽ là 6. Đúng không? Và khi thầy gắn như này thì thầy sẽ có cái parabol của chúng ta đây. Và bây giờ thầy chỉ cần tìm được phương trình của parabol là bài toán giải quyết ok, đúng không? Cận có cho em diện tích cận từ âm 2 đến 2. Phương trình parabol là gì nhỉ? Phương trình parabol là Y bằng AX bình cộng BX cộng C. Chúng ta quay trở về cái loại bài toán là biết đồ thị, tìm hệ số ABC. Như vậy chúng ta chỉ cần chỉ ra được các cái điểm mà nó đi qua là xong, đúng không? Nhưng một parabol mà thầy gắn vào chính giữa hệ trục thì nó sẽ luôn luôn có hệ số B bằng 0. Tức là ở đây thầy sẽ có B bằng 0. Cái này là kiến thức của lớp 10. Parabol này có đỉnh là 0,6. Tức là gì? 0,0,6, đúng không? Parabol này còn đi qua điểm nào nữa không? À, nó đi qua điểm này. Và điểm này mang tọa độ là 6,0, đúng không? Tức là gì các em? 36x 36a cộng 0 cộng 6 bằng 0. Từ đây suy ra A bằng âm 1/6. Vậy thầy đã tìm được cái gì rồi? Thầy tìm được parabol. Parabol của thầy là trừ 1/6 x bình phương cộng 6. Vậy thầy tìm được diện tích chưa? À, cuối cùng thì cái diện tích của chúng ta nó là gì đây? Tích phân cận từ âm 2 đến 2 của âm 1/6 x bình phương cộng 6 dx. Cho thầy xin kết quả nào. 208/9. Vậy bây giờ thầy chỉ cần lấy cái con số này, thầy nhân thêm với 900.000 đồng thì thầy sẽ kết luận được cái số tiền, đúng không? Vậy số tiền của thầy là bao nhiêu? 20.800.000 đồng. Em thấy thực tế chưa? Đấy. Ví dụ ngày mai, ngày mốt, mấy lúc em lớn, em mua nhà, xong em muốn vẽ cái bức tranh trên tường, em không biết là tính bao nhiêu. Em bắt đầu lôi kiến thức ra em tính cho cái ông bán hàng, đúng không? Cái ông vẽ. Đấy, ông vẽ tôi bức tranh này, diện tích này, này đấy, bao tiền đó. Ok luôn, đúng không? Rồi, thế thì ở đây thầy muốn nói với mọi người là với những cái bài toán kiểu thực tế như này, để em tính được thì em sẽ cần phải đi tìm được phương trình của những cái đường mà đề bài cho.
Và lúc ấy em sẽ kết thúc được bài toán. Cả lớp theo dõi vào cái nội dung mà thầy sẽ làm đây. Ở đây thì thầy sẽ đưa ra cái lý thuyết về elip mà ở lớp 10 các em đã được học, nhưng mà bây giờ có thể là các em sẽ quên. Nhưng vào trong cái phần ứng dụng tích phân này mình lại sử dụng. Vậy mọi người sẽ theo dõi. Ở đây thầy sẽ nói về cái kiến thức của elip một chút. Một chút kiến thức cơ bản của elip. Elip. Các em vẽ cho thầy một cái elip ra. Tuy nhiên thầy vẽ trên đây nó sẽ không được đẹp lắm. Được chưa? Rồi. Đây là elip của thầy. Thì các em hiểu là ở trong elip nó sẽ có những cái đại lượng gì? Thứ nhất, đây người ta gọi là trục lớn. Đây nó sẽ có tọa độ là A và đây là âm A. Đây là trục bé. Đây là B và âm B. Được chưa? Vậy mình tìm hiểu cái đại lượng đầu tiên, đó là trục lớn. Trục lớn của chúng ta nó sẽ là 2A. Trục nhỏ hay còn gọi là trục bé nó sẽ là 2B. Và ở trên elip nó sẽ có hai điểm, người ta gọi là tiêu điểm. Cái tiêu điểm của chúng ta nó là tiêu điểm F1 và tiêu điểm là F2. Thế thì tiêu điểm thì người ta sẽ có cái khái niệm đó là tiêu cự. Tiêu cự nó chính là 2C. Và cái mối liên hệ giữa A, B và C ở đây là gì? Đó là A bình thì bằng B bình cộng C bình. Thì đấy là các cái đại lượng ở trên một cái elip mà chúng ta đã từng học ở lớp 10. Và chúng ta sẽ nói thêm một chút nữa về phương trình của elip. Phương trình của elip là gì? Đó là x bình trên a bình cộng y bình trên b bình thì bằng 1. Đây là phương trình của elip. Và đây sẽ là cái mà chúng ta sử dụng nhiều nhất với cái nội dung về ứng dụng của tích phân. Ngoài ra thì thầy cung cấp cho các em một cái công thức để giúp các em làm bài toán nó nhanh hơn. Đó là công thức về diện tích của elip. Diện tích của elip. Diện tích elip sẽ được tính theo công thức là PAB. Diện tích của elip được tính theo công thức là P nhân A nhân B. Ok, cả lớp sẽ ghi lại cho thầy những cái kiến thức cơ bản nhất về elip. Sau đó thầy sẽ sử dụng những cái kiến thức mà vừa truyền tải cho các em để chúng ta sẽ thực hành giải cái đề minh họa, một câu hỏi liên quan đến bài toán thực tế ở trong phần ứng dụng của nguyên hàm tích phân. Các em ghi lại cho thầy, sau đó chuyển cho thầy sang câu số 57 của bài học trước. Các em có thể nhìn kỹ vào cái hình vẽ của chúng ta. Đề bài nó là gì nào? Một biển quảng cáo có hình dạng là một elip. Phần chi phí cho phần tô đậm. Phần tô đậm. Chi phí là 200.000 đồng trên 1 mét vuông. Và phần còn lại là 100.000 đồng. Đây chính là phần còn lại. Hỏi số tiền để sơn
là bao nhiêu? Biết rằng A1, A2 là bằng 8, B1, B2 là bằng 6. Và cái tứ giác MNPQ có MQ là bằng 3. Đoạn này bằng 3, đoạn này bằng 8 và đoạn này bằng 6. Vậy thầy giải quyết bài toán này như sau. Chúng ta hiểu là muốn tính được số tiền thì trước hết chúng ta cần phải tìm được diện tích của cả hai phần, đó là phần tô đậm và phần không tô đậm, đúng không? Thế muốn tìm được diện tích, chúng ta bắt buộc chúng ta phải tính theo tích phân. Mà để tính theo tích phân, chúng ta cần phải có thứ nhất là có cận và thứ hai là có phương trình của đường, đúng không? Thế thì người ta sẽ làm tất cả những cái công việc đó bằng cách người ta sẽ gắn cái hình này vào hệ trục tọa độ. Thì bây giờ thầy sẽ phóng to cái hình này lên và thầy sẽ gắn hệ trục và thầy sẽ giải cái bài toán này cho cả lớp nhá. Ok. Những bài toán này các em đọc đề bài thầy nó dài, nhưng thầy giải cho các em hiểu 3 dòng là xong, tập trung. Rồi. Bây giờ thầy sẽ gắn hệ trục như nào là hợp lý nhất? Đó là thầy sẽ gắn hệ trục vào chính giữa của cái elip, đúng không? Đây là O, X và Y. Thì các em hiểu là cái vị trí này nó sẽ là mấy? Nó sẽ là 4. Vị trí này là âm 4. Đây sẽ là 3 và đây sẽ là âm 3. MQ là bằng 3, tức là điểm này sẽ là 3/2 và điểm này sẽ là âm 3/2, đúng không? Thế bây giờ thầy sẽ đưa ra cái phương án để chúng ta tính nhá. Cái phần tô đậm đây. Ok. Thầy muốn tính cả hai phần. Trước tiên thầy sẽ tính phần tô đậm theo tích phân. Sau đó thầy sẽ tính hai phần màu trắng bằng cách là thầy sẽ lấy diện tích của elip và thầy trừ đi phần tô đậm. Được không? Hoàn toàn hợp lý đúng không? Và bây giờ mình sẽ đi làm rõ ra tất cả mọi thứ. Diện tích của phần tô đậm, kèm theo dõi cái phần tô đậm, thực chất là nó bao gồm 4 phần bằng nhau. 4 phần bằng nhau. Các em nhìn thấy không? Vậy thầy chỉ cần tính 1 phần, sau đó thầy nhân 4 lên là đủ. Thế thì giả dụ nhá, mà thầy tính cái phần này đi. Nếu thầy tính phần này thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là cận từ 0 cho đến đây của đường elip bên trên trừ đường trục hoành, đúng không? Vậy bây giờ có hai cái mà thầy cần phải làm, đó là thầy tìm cái cận ở đây là bao nhiêu và thầy tìm cái phương trình của cái đường ở bên trên này là bao nhiêu, đúng không? Và mình sẽ đi làm ra hai cái công việc đó. Các em theo dõi. Trước tiên thầy tính diện tích của elip là bằng pi nhân a nhân b và bằng 12 pi. Sau đó thầy viết phương trình của elip là x bình trên 16 cộng y bình trên 9 thì bằng 1. Bây giờ thầy đi tìm cận. Thì các em chú ý, các em thấy cái vị trí này nó có phải chính là hoành độ của điểm N không? Điểm N đang có tung độ là 3/2 và hoành độ
là mình chưa biết. Nhưng điểm N này lại thuộc vào elip. Vậy chúng ta hiểu là N x0 3 phần 2 thuộc vào elip. Suy ra điều gì các em? X0 bình trên 16 cộng 9 phần 4 trên 9 thì bằng 1. Đúng không? Vậy từ đây có phải thầy giải phương trình thầy sẽ tìm được x0 không? Các em chỉ cần thực hiện chuyển vế rút gọn. X0 của em sẽ ra căn 12, tức là 2 căn 3. Thực ra nó ra cộng và trừ, nhưng trừ nó sẽ là của điểm em gì nhỉ? M. Vậy ở đây nó sẽ là 2 căn 3. Thầy giải quyết xong một cái vấn đề. Vấn đề thứ hai, đó là cái đường này nó sẽ có phương trình là gì? Thực chất cái đường này của em nó chính là đường elip đúng không? Nhưng đường elip này nó đang chứa cái gì ạ? Nó đang chứa cái y bình phương. Thì cái y bình phương đấy nó sẽ biểu thị cho đường bên trên và đường bên dưới. Tức là bây giờ mình sẽ phải từ phương trình elip này mình rút ra cái hàm số, đó là hàm số ở dưới dạng là y bằng fx. Và cụ thể là gì? Cụ thể em chuyển vế lấy căn thì em được là y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 9 nhân với 1 trừ đi x bình trên 16. Và em lấy gì các em? Em lấy căn, có đúng không? Y bình thì sẽ bằng 9 nhân với 1 trừ x bình trên 16. Vậy em lấy căn như thế này, nó sẽ ra hai đường, đó là một đường cộng và một đường trừ. Thì các em hiểu, trong elip này đường cộng sẽ là đường dương ở bên trên và đường trừ sẽ là đường âm ở bên dưới. Như vậy các em vừa được học cái kiến thức, đó là từ một phương trình có y bình phương chúng ta tìm ra được cái hàm số ở dưới dạng là y bằng fx. Vậy chúng ta đang xét đường bên trên, chúng ta sẽ lấy đường dương. Và đến đây các em sẽ có diện tích của phần tô đậm. Nó chính là 4 lần tích phân cận từ 0 đến 2 căn 3 của đường này trừ đường trục hoành. Đúng không? Và tất nhiên cái số này nó xấu. Số này nó xấu thì mình cứ store nó vào đâu nhỉ? À, mình cứ store nó vào A cho thầy. Được không? Em bấm máy tính, em store nó vào A. Vậy đến đây em có thể chốt được cái số tiền chưa? À, số tiền của mình nó sẽ là gì? Số tiền nó sẽ bằng phần tô đậm, tức là A nhân với 200.000 cộng với phần màu trắng. Thì phần màu trắng chính là gì ạ? Chính là diện tích của elip là 12π trừ đi diện tích của phần tô đậm. Và em nhân với 100.000. Đó, thì thầy vừa trình bày xong một bài toán thực tế với mức điểm là 8 cộng ở trong bài thi đại học. Với câu hỏi ở trong đề minh họa, các em sẽ thấy nó không hề khó một chút nào.